Xin chào các tình yêu của CC. Chị CC ơi, em đang ở biển nè. Trời ơi, em thấy người ta mặc nhiều cao đầm vải xô đẹp quá chị. Bao lâu nay em không có mặc vải xô là tại vì em nghĩ là đi du lịch đó nó nhăn cho nên là em có mặc. Nhưng mà ngày hôm qua đi chơi mới thấy chị. Đúng là chị nói đúng thiệt á, hồi đó giờ em là chỉ toàn là thun lạnh, thun lạnh, thun lạnh. Tại vì là biếng ủi đó, với lại mình đi đâu mình mang theo cho nó dễ. Nhưng mà đúng là mặc vải xô em ngồi em nhìn em ngắm người ta với lại nghe chị nói đó, chứ hồi đó giờ đâu có nghe ai nói vậy đâu, cho nên thiệt thích luôn. Chị hôm nay có rảnh review vải xô giùm em. Ngày hôm qua là ngày CC cũng rảnh, các bạn qua CC làm việc rất là ít ha, CC cũng phải đi chơi chứ, mặc dầu là không có con ở đây để đi chung nhưng mà đi với ông bạn già rồi bắt phone được. Hôm qua CC bắt phone được tới 6 chị em lận ha. CC cảm ơn là các chị em chúc cho like for CC ha. Cảm ơn tất cả các tình yêu của CC và nói chuyện được với nhiều bạn chị và em. Thì các bạn đi chơi, các bạn thấy cái gì đó cứ việc nhắn tin với CC. Biết đâu CC ở nhà đang có sẵn nhưng mà đón giờ chưa có review thì CC review, hoặc là có cái gì đó chị em chúng ta cứ góp ý với nhau. CC thì chắc chắn là có thời gian hơn các bạn nhiều rồi, cho nên CC sẽ làm hết tất cả những gì có thể. Giống như cô em này chưa từng bao giờ mặc vải xô, nhưng mà ngày hôm qua cô em đi chơi nhìn thấy mùa hè người ta mặc vải xô quá nhiều, gọi cho CC liền còn live stream nữa cho CC coi nữa. Chị CC nè 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 nhìn nè nhìn nè, đó toàn là vải xô vải xô vải xô. Chị không nói em cũng đâu để ý, nhưng mà từ ngày coi video của chị đó, cái thấy chị cứ nói về vải xô mùa hè thì nghe rồi nghe nghe vậy thôi mà giờ thấy đúng thiệt chị. Trời ơi, người ta mặc vải xô không, lớn tuổi cũng mặc, nhỏ cũng mặc, tuổi teen nó cũng mặc, mặc quần, mặc áo, mặc đầm, mặc ôi trời, đủ thứ thật đẹp. Đây các bạn. Các bạn thấy sexy quá đáng. Nhưng mà cách đi chơi của sexy là như vậy đó. Bởi vậy đó, ai thích sexy thì thích lắm nha, còn không thích sexy là nghĩ là sexy chắc có vấn đề. Sexy đó, thích đi du lịch Las Vegas, Florida là hai nơi CC đi nhiều nhất. Có khi ở Cali đi ra biển, lúc nào CC cũng mang theo cái quạt này hết. Trời ơi, mát lắm nha, mở nè. Mát là mát lồng lộng luôn đó nha các bạn. Lúc nào đó CC cũng mang theo cái quạt dày hết á, phải to như vậy nè. Cái này đó mỗi tối mình về hotel, cái các bạn sạc pin, cái sáng ra các bạn mang theo nó nhẹ lắm, bỏ trong cái ba lô. Khi đi tới một cái tiệm nào nhìn thấy ồ không có chỗ trống, CC sẽ vào và nói với chỗ đó tôi rất cần một cái bàn ở ngoài như vậy nè, khi nào bạn available hãy gọi cho tôi. Đó là cách đi chơi của CC, chờ mấy tiếng cũng chờ. CC cứ đi vòng 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 vậy đó, chỗ nào mà nóng quá CC lôi cái quạt ra mở lên ngồi các bạn vậy nè. Các bạn nghe kêu nè, mạnh lắm. Mà nó nhẹ nữa cho nên CC mới mang theo được. Đó, bỏ trong cái ba lô xách đi vậy đó. Tại vì CC ngồi ngoài trời không à. Với lại đó, lúc nào CC cũng phải có body oil nha các bạn. Có gì CC cho các bạn biết cái đó. Đây là chai body oil, chai này rất là lợi hại cho các bạn đi mùa hè. Nếu các bạn đi biển thì các bạn xịt cái chống nắng ở ngoài biển thì nó khác rồi. Còn cái này đó là CC đi Las Vegas đi, tại CC đi ở đó, CC nói ở đó ha. CC có đi lang thang ngoài đường là phải có body oil nha các bạn. Không có bôi lotion, phải là body oil. Trời ơi, cái này CC xài như ăn cơm bữa vậy đó. Nè. Tùy các bạn mang giày gì ha. Thứ nhất, da bóng. Thứ hai, nó chống ung thư da. Không có xịt dầu thơm gì hết trơn á các bạn. Tại vì sao? Vì những cái này nó có mùi, cho nên là nó đủ thứ tùy các bạn chọn. Cái này thì nó có hơi có mùi bạc hà, thì tùy các bạn chọn rô, các bạn chọn gì các bạn chọn. Khi các bạn bôi lên da các bạn rất là bóng, các bạn chụp hình nó cũng đẹp nữa, không có dính ra quần ra áo, không có gì hết trơn trời á. Nè đó, phải bôi, không bôi không được đâu các bạn, bắt buộc nha. Các bạn muốn mua loại nào mua, miễn là body oil là được rồi. Ở Target cũng có, ở Walmart cũng có, tùy tùy các bạn mua hàng hiệu thì lên Amazon,
Còn nếu muốn mua bình thường á thì ở đâu cũng có bán hết trơn hết đó. Cứ body oil là được rồi. Oil nha, oil, body oil. Đó. Nhiều khi CC làm video rồi, cái các bạn hỏi CC ờ cho cái hình này nọ mà CC đâu có ở nhà đâu, nên đâu có chụp hình được. Cái tiếng Anh CC đâu có giỏi đến mức độ mà nhìn nhớ được để nói đâu, CC chỉ nhìn bằng đôi mắt thôi, nhìn quen. Chứ nhiều bạn hay hỏi CC là hiệu gì, tên gì, rồi cái gì, CC thật sự không biết đâu, không biết nói. Cái nào mà nhiều mà nói hoài rồi mình collection thì mình biết, chứ có nhiều hiệu lạ quắc CC đâu biết trả lời. Nếu mà đang ở nhà thì trả lời được, còn suốt ngày ở ngoài đường làm sao trả lời. Đó, thành ra cũng mong các chị thông cảm nha. Đây các bạn, bôi lên chống ánh nắng mặt trời, không ăn nắng luôn, tuyệt vời, và trên cả tuyệt vời. Nhưng mà các bạn đi du lịch đừng có mua cái loại chai này, hoặc là nếu có mua cái chai này thì phải đổ ra cái chai khác bỏ ở trong hành lý mang theo. Còn nếu không thì các bạn đi tới tận nơi, ghé vô Walmart, Target gì đó mua đại chai thì cũng được, những cái đó cũng ok đó, là cần lắm. Nếu ra ngồi phơi nắng là như vậy đó, khi mà người ta gọi cho CC rồi, có chỗ rồi đó, là CC ra ngồi ở đó, nắng lắm, nóng lắm, chịu không có nổi đâu. Cho nên đồ chơi của CC nè, lấy trong ba lô ra, để trên bàn, ngồi ăn và ngắm người ta đi qua đi lại, đi qua đi lại như vậy đó. Có nhiều khi để cái phone mà quay người ta từ ở dưới này xuống dưới chân thôi, để coi những cái mình vải người ta mặc, những cái áo đầm, những đôi giày, đôi dép, chứ không có quay ở trên mặt người ta đó. Riết rồi ở những cái tiệm ăn ở Las Vegas đó, quay trend mà làm lâu năm ở đó, nhiều người ta quen với CC luôn á, tại tao thấy CC chắc quái đản quá. Nhưng mà thích vậy đó, từ từ thì các bạn thấy CC quái lắm, nhưng mà thích mà, đúng không? Mình có việc làm những gì mình thích thôi. Đây là đồ chơi của CC. Cái này thích lắm, không có xài pin, không có gì hết trơn hết á. Nó có cái dây USB đó, cắm sạc mấy chục đô lận á. Trời ơi, thí dụ như các bạn mà có muốn chụp hình mà sống ảo đó, ngồi ở Las Vegas nè, xõa tóc ra để cái quạt như vậy nè, trời ơi, gió nó bay 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 tóc lên, chụp hình đẹp lắm. Thấy chưa, thấy chiều của chị chưa đó. Từ từ đi, khoe khoe từ từ à, nhớ nào khoe đó các bạn ơi. Rồi xong rồi, giờ tới áo đầm nè. Thấy chị nhiều chuyện quá, nhưng mà kệ đi, CC hứng hứng lúc nào chia sẻ lúc đó. Chứ các bạn kêu CC sắp xếp bài bản để làm một video, CC không có làm được vậy đâu. CC là giống như là mẹ CC hay nói, nhỏ này nó hứng lửa mùa lắm, thích gì làm đó các bạn ơi. Không có bài có bản, không có phải viết ra kịch bản rồi bắt đầu mới làm video để nói chuyện, không có đâu. Đó là như vậy. Đây là cái áo đầm rất là đẹp, mua từ hồi năm ngoái tới năm nay luôn, cũng chưa có mặc nữa. Trước khi CC mặc trong đợt du lịch này, bạn nào muốn mua thì mua nhé. Đẹp lắm, các tình yêu mình vải xô ở đằng sau lưng như vậy, size small nha. Trong video này CC sẽ review 30 cái áo đầm, 15 cái size small và 15 cái size medium. Mình vải xô đa số là mình vải xô theo yêu cầu của cái cô em ngày hôm qua livestream cho CC coi. Chị CC ơi, đẹp quá đẹp quá đi chị, toàn là vải xô không à. Các bạn đi du lịch nhiều các bạn mới nhìn thấy được, còn bây giờ thì ai cũng đang bận đi làm, chưa ai có thời gian để đi du lịch. CC đi dùm các bạn nè, thấy cái gì hay hay đẹp đẹp chia sẻ hết đó, tuyệt vời mà, trên cả tuyệt vời. Size small nha, chị em nào muốn mua nhanh nhanh nhé. Bây giờ qua cái khác nha, này đẹp lắm. Các bạn biết không, để CC nói, có nhiều khi đó CC vào trong mall, cái đầu tiên CC bước vào là mê xì, mua đồ mê xì trước, sau đó đi lang thang ra ngoài mê xì. Tức là nó có rất là nhiều mall, Forever 21, rồi tiệm này tiệm nọ tiệm kia tiệm nọ. Forever 21 là đồ dành cho giới trẻ rẻ tiền, nhưng
nhưng mà cũng có nhiều cái rất đắt tiền, ba mấy 40 đô, có 50 đô cũng có. Đi vào hàng on sale thấy cái nào rẻ đẹp mua. Nhưng mà các bạn biết Forever 21 đó, khi mà nó đã on sale rồi là không cách nào return được ha. Thôi thấy Cao Đẳng Vải Xô này cũng đẹp quá. Này xin mua Forever 21 nè, sale rồi 30, 29 đồng 99, thế cũng được. Nhưng mà phải bỏ tiền ra mua. Người ta hỏi CC mở thẻ ở đây không á, CC không mở. Tại biết làm sao không? Ít có bao giờ mua ở đây lắm. Cho nên mở thẻ anh chị. Hỏi mở. Đó, phải bỏ tiền ra mua đó. Chứ CC là mua đồ cũng có tốn tiền. Nè nè nè. Thì CC thấy cái áo đầm này cũng đẹp. Nếu các bạn nào mà thích cái mình vải xô và tin CC nói là đôi mắt của CC là cái áo đầm này rất đẹp đó. Nhưng vì nó là thương hiệu Forever 21 cho nên là có một số các chị em mà mặc đồ hiệu nhiều rồi thì có thể là các chị em cũng không thích. Nhưng mà không sao đâu, chị em nào muốn mua mua ha, rẻ quá. 29 đồng 99 thuế má 30 ba mấy đồng. CC sẽ tính mấy đồng nữa đó. Nhưng mình vải này đẹp, CC nghiên cứu rồi, coi rồi. Thật sự đó, nó cũng không có kém gì những cái hàng hiệu đâu. Nhưng mà vì cái thương hiệu, cái tên hiệu nó chưa có được nổi như vậy thôi các bạn. Thì đây, chị em nào muốn mua thì mua. CC khỏi mặt nha. Cái này nhìn như vậy là biết rồi ha, khỏi mặt ha. Nè. Đẹp lắm, cái mình vải xô rất là đẹp luôn. Và tiếp theo đây, cái này trắng nè, cái này đẹp nè. CC không muốn mặc sợ dính son rồi các bạn không mua được. Ha. Kiểu này dễ nè. Hai dây chính giữa có thun rút lại, mặt nó phùng phùng lên như vậy. Đây là dạng quần. Cái này thì nhiều chị em thích lắm rồi. Đó. Nè 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 nè, nhìn như vậy dễ thấy hơn nè. Đó. Rất đẹp luôn. Cái nào mà CC mua ở những cái tiệm mà giống như là nó trung bình quá thì CC báo cho các bạn biết. Thì để chị em nào mua mua, không mua thì để cho người khác mua. Còn những cái nào mà CC mà không có nói ra như vậy thì đa số CC mua mê xì không à. Tại vì CC không có muốn bỏ tiền ra mua các bạn. CC có thẻ, CC chỉ xài thẻ thôi à, chứ CC không muốn bỏ tiền ra. Đó là vậy đó. Thì mua về rồi các bạn mua trả tiền CC, CC mang vô mê xì trả lại. Vậy đó. Còn bỏ tiền ra mua ít khi nào, hiếm. Ngoại trừ đi những nơi xa mà mình không có thẻ nơi đó thì phải bỏ tiền. Tiền mà bỏ ra là phải có lời. Giống như nhà băng vậy đó, họ cho bạn mượn thẻ, bạn trả trễ đi, trời ơi, nó chạc thấy thương luôn. Còn nếu bạn trả đúng, bạn trả liền thì ok. Vậy đó. Cái này đẹp lắm ha. Size small. Những cái trắng CC không muốn mặc ha. Cầm như vậy diễn tả là các chị em biết rồi. Với lại kiểu này cũng đơn giản mà, chỉ là hai dây đằng sau có thun. Mình vải xô này rất là đẹp luôn, có túi nữa nha. Nhiều đây là chị em thích rồi đó. Cái mình vải xô mà nó nằm ở trong mê xì thì nó hơi khác với những cái mình vải xô mà ở những cái tiệm khác ha. Mình vải xô này là chuẩn nè, đúng vải xô luôn đó. Cái này rất là đẹp luôn. Trời ơi, và cái áo đầm này là cưng lắm luôn nè các bạn. Mặc vào người dễ thương lắm luôn đó. Cái này CC có rồi. Đây là mình vải xô. Cái tay bèo bèo một chút thôi là dễ thương lắm. Ở đằng sau có cái bản thun như vậy là nó che cái phần áo ngực rồi. Cái áo đầm này các bạn mặc áo ngực được. Có chút xíu cái tầng ở dưới thôi là giúp cho các bạn cao rồi đó. Cái mình vải xô này cũng rất đẹp ha. Đầm này đẹp lắm. Này CC mặc hồi năm ngoái đó. Thật là đẹp luôn. Dễ thương. Cái đầm này dễ thương. Mặc vào trẻ trung. Và cái này. Cái này size small. Nhưng mà rất rộng. Chị em nào size 6 medium cũng mặc được. Mình vải này là mình vải tôn. Một tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, cổ sơ mi, nút cài chính giữa.
Đây là kiểu áo mà các chị em thích nhiều nhất luôn. Mà nói thẳng ra là chị em nào cũng có hết rồi. Chỉ có điều là chúng ta mua cái màu khác, cái màu cũng khác nữa thôi. Chứ năm nào nó cũng như vậy, không hề thay đổi, không hề luôn. Đẹp lắm. Các bạn cứ nhìn này. Đó. Cái độ xòe của cái đầm là khỏi chê luôn. Size small nhưng mà medium mặc được đó các bạn. Bụng các bạn to cỡ nào, mông các bạn to cỡ nào, đẹp lắm. Rộng như vậy thì các bạn dễ biết rồi ha, khỏi mặc nha, hạn chế mặc đi, thay nhiều quá CC mệt đó, CC đuối luôn đó. Đó, cái nào mà CC cảm thấy là cần phải mặc thì CC mặc ha. Đây là những cái trắng, trời ơi, đẹp lắm các tình yêu. Trời ơi, các bạn sờ tới cái mình vải nè, vải xô mà mê luôn. Ủa mạc miết đâu hết rồi? À đây, mạc đây. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Đây là những cao đầm mà CC khuyên các chị em mua đó. Là tại vì nó đẹp lắm luôn. Trắng, hơi kem một tí, tẹo thôi, tí tẹo 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 thôi. Chứ không phải là trắng tinh đâu, không phải. Hơi hơi kem một chút. Ở bên trong có một lớp lót ha. Đầm này là thời trang ở Mỹ thôi. Nhưng mà đẹp lắm các bạn. Trời ơi, CC mua lâu lắm rồi đó mới có đó. Chứ bây giờ mùa này đang trong mùa nữa. Không tìm được đâu. Đẹp quá à. Tuyệt vời ha. Kiểu này thì dễ lắm rồi, CC khỏi mặt ha. Cổ tim này là hơi bầu, tay sát nách, đẹp. Cái đầm này rất đẹp luôn đó các tình yêu. Đầm trắng CC nhiều lắm, cho nên chia bớt cho các chị em nè. Và đây, cái này hôm bữa CC mặc đó, nhiều bạn thích lắm nè. Cái CC mặc là X-Small, cái này là Small nè, này mới mua được đó. Bữa CC đi Florida mặc đó, đẹp lắm. Ba màu này rất đẹp. Nhìn nó rất là hài hòa các bạn, rất là đẹp. Đây là thun, ở cái phần này các bạn kéo nó phùng phùng lên một chút ha, đẹp lắm. Với cái mình vải xô, chỗ bữa CC mặc mê luôn, nó bán cũng nhiều cái rồi đó. Ở bên trong một lớp thun mát lạnh ha, không phải là thun lạnh nhưng mà mát lạnh. Ở đằng sau có sợi dây buộc một chút, cổ tròn thôi. Kiểu này đơn giản dễ mặc mà đẹp lắm. Bơ tít nha các bạn, quên nữa, bơ tít là dành cho các chị em thiếu chiều cao. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, dễ giặt, dễ mặc và đẹp. Cứ bỏ vô máy giặt giặt các bạn. Và đây, đây là cái đầm mà năm nào CC cũng mua hết. CC mặc mùa luôn, cho ra Goodwill. Rồi cứ mỗi năm là CC mua, mỗi năm CC mua. Tại vì đây là cái đầm mà dễ giặt, dễ mặc, mà đẹp tuyệt vời. Lịch sự đó. Lúc nào CC cũng phải có cái belt mang theo phòng hờ đó. CC thắt nha. Vui lắm các bạn. Ban ngày CC đi bộ cứ đi vậy đó, đi cho tới chiều tối luôn, không ai đi lại bằng CC đâu. Với cái nắng nóng của Las Vegas mà CC nói với các bạn, mà CC đi kiểu đó, trong ba lô luôn luôn là có cái quạt, luôn luôn là có chai nước. Cái chai nước đó đó CC để đông đá, cái bắt đầu CC bỏ vào trong một cái bao Ziploc nữa, chứ nếu không thì nó sẽ chảy ướt cái ba lô của mình đó. Rồi các bạn bỏ ở trong ba lô, các bạn mang theo đi, nắng nóng như vậy trời đó có mấy tiếng lá nó chảy hết trơn các bạn, nhưng mà nó chảy ra nó vẫn lạnh. Khi nào mà các bạn thấy nắng nóng quá uống hớp, nắng nóng quá uống hớp, vô trong nhà hàng ngồi thì lúc đó là chúng ta bắt đầu là review nước rồi, mua nước bỏ vào
bỏ đá vào đó, kiểu đi chơi CC là như vậy. Chứ nắng nóng như vậy mà trong giỏ, trong ba lô các bạn không có chai nước là các bạn có thể bị cái gì đó đó CC điện lần mà sợ lắm đó. Thành ra đó, cái ba lô rất là quan trọng cho các chị em nào đi du lịch. Cho dù là các bạn không đi trong năm nay đi, nhưng rồi các bạn sẽ đi. Cho nên các bạn cứ thấy, cứ mua một cái treo trong tủ đi, tới khi các bạn cần có liền, không có phải mất công suy nghĩ là bây giờ mình đi du lịch mình phải như thế nào thế nào. CC suy nghĩ cho các bạn hết, CC sắp xếp cho các bạn hết, chuẩn bị đi du lịch như thế nào, cần cái gì, cần đôi sandal, cần đôi dép nhựa, cần cái ba lô, cần cái áo khoác, cái khăn choàng, cái gì mỏng mỏng. CC sẽ làm hết tất cả cho các tình yêu của CC. Các chị em cứ lo đi làm đi, đi làm kiếm tiền để dành tiền đi du lịch. CC qua rồi, qua những cái năm tháng làm việc như vậy rồi, bây giờ rảnh rỗi làm việc cho các chị em, ok. Thích luôn các bạn, làm cho ai đó được một cái gì đó là niềm vui mà, ai cũng vậy chứ đâu phải mình CC đúng không? Tự nhiên cái ngày hôm đó các bạn giúp được cho ai đó cái gì đó, hoặc là ngày hôm đó bạn tặng được cho ai cái gì đó mà họ cần, hay là ngày hôm đó bạn bán được một cái gì đó mà họ cần mua, họ rất là happy khi họ mua được món hàng của các bạn. Trời ơi, hạnh phúc vô cùng. Còn chúng ta bán hàng theo cái cách là ok kệ bán đi, bán đại đi, bán kiếm tiền để lấy lại vốn, lấy lại tiền, thì cái đó lại là khác nữa ha. Còn những người mà người ta làm vì đam mê, vì yêu thích, tức là chỉ muốn mang tới những cái nào mà nó tiện lợi, nó đẹp mà người ta thích thôi, thì cái đó lại là khác. Có hai cách để buôn bán. CC là như vậy đó, CC thích lắm. Chưa đâu, kể tiếp cho nghe nè, hôm nay cho nhiều chuyện chút đi. CC đi Las Vegas, CC ngồi ở một cái nơi mà ai đi ngang qua chỗ đó cũng phải ngừng lại để chụp hình, ở Flamingo đó các bạn, cái hotel đó. Trời ơi, nó có một cái đẹp thật là đẹp, ai cũng phải ngồi ngay chỗ đó để chụp lấy cái hình. Nhất là hai người bồ bịch đi với nhau là có một cái bàn, bạn ngồi ở đó, ở đằng sau cái khung cửa kính đó, trời ơi, là một cái khu vườn đẹp lắm. Ở Flamingo đó các bạn nào đi ghé tới đó, ở gần Hotel Link. Bên này Link thì bên này là Flamingo. Đi vào trong đó các bạn, ngồi ngay chỗ đó đẹp lắm. Thế là CC ngồi ở cái bàn ở dưới, CC cứ thấy cặp đôi họ tới đó, ai cũng cầm cái phone lên vậy nè chụp hình, hoặc là chồng chụp cho vợ, vợ chụp cho chồng, hoặc là một gia đình họ đi với nhau thì chắc chắn là phải thiếu người, tại người cầm chụp. CC luôn luôn ngồi ở đó và CC nói tôi chụp hình cho bạn, không phải chụp tấm đâu, CC chụp nhiều tấm lắm. Cái cách của CC chụp hình, người ta nói CC là professional nhưng mà không có, CC làm việc theo cái CC thích thôi à. CC sẽ chụp cho họ rất là nhiều kiểu, chụp gần, chụp xa, ngồi xuống như vậy chụp, thế này, thế nọ, thế kia, ra những bức hình tuyệt vời luôn. Đó là kiểu đi chơi của CC đó. Không phải một mình chỗ đó đâu, bất kỳ chỗ nào, chẳng hạn như chụp hình với lại nữ thần tự do, CC biết ai tới đó cũng phải đứng ngay chỗ cái cầu đó để chụp hết đó. Nắng chang chang luôn nha, CC vẫn đứng như vậy nè. CC cứ thấy người ta cầm phone giơ lên là CC tới, tôi chụp cho bạn. Thích vậy đó. Là kiểu đi chơi của CC đó. CC cứ một mình đi lang thang các nơi, thấy ai mà người ta chụp hình không được mình chụp giùm. Kiểu đi chơi của CC là như vậy đó, nhưng mà cái đó là niềm vui của CC các bạn. Bởi vậy đó, CC mà đi chung với các bạn sẽ khó chịu lắm. Trời ơi, bà này bà tào lao quá, trời ơi, kệ đi, thế này thế kia, đi 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 đi. Thôi, CC không đi được với các bạn như vậy đâu. Bởi vậy CC cứ lang thang đi một mình, muốn đi đi, muốn đứng đứng, muốn ngồi ngồi, muốn khi nào ngủ dậy như vậy. Đó là kiểu đi chơi của CC là như vậy đó. Các tình yêu bất kỳ nơi nào, chứ không cần phải Las Vegas nữa, đi ra biển cũng vậy nữa. Cứ thấy ai cầm phone lên là chạy tới nói tôi chụp hình giùm bạn vậy đó. Nhiều chuyện, nhiều chuyện thôi, giờ vô nè. Đó thì đây là cái áo đầm thoải mái đẹp, có cái tay dài che nắng cho các bạn một chút, với cái mình vải rất là mát. Và đây là cái mình vải xô đẹp, đây là thương hiệu thời trang ở Mỹ thôi ha, không có thương hiệu nổi tiếng gì hết. Cái mình thun này nè mát lắm,
thành ra mặc vào người thoải mái CC nhiều lắm. Năm nào cũng mua loại này, không bao giờ thay đổi kiểu. Thay đổi là thay đổi cái ren này thôi, cái ren hình khác thôi, còn kiểu là có một kiểu một à, từ bao nhiêu năm nay có một kiểu một à, rộng rãi thoải mái lắm, thích lắm. Các chị em cần mua những cái loại như vậy nè. Có cái là vải xô cho nên các chị em cũng ngại đó. Các bạn thấy không, cái vòng loại vòng hở đó, nó móc vào sơ ý giật một cái là xong các bạn, tiêu cái áo luôn. Nè đẹp không, đẹp rẻ tiền nữa. CC đi kiếm hàng cho các chị em từ những thương hiệu nổi tiếng cho tới những thương hiệu thời trang ở Mỹ thôi, đẹp đẹp rẻ là mua thôi, nhưng cái quan trọng nhất mặc vào người phải thoải mái, không thoải mái không mua, cho dù nó là đẹp, cho dù nó thật đẹp, cho dù nó thật rẻ, on sale thật nhiều, không thoải mái không mua. Tại không thoải mái không có mặc được đâu, mặc gì đâu mà cứ phải gì ta, không có đâu nha, chuyện đó là không có CC đâu. Mặc vào người là phải như vậy luôn, không có cần phải điều chỉnh một cái gì đó thì mới là mặc. Còn mặc gì mà cứ phải bị cái chỗ này, bị cái chỗ kia, không có CC đâu các bạn. Bởi vậy CC mặc trước cho các bạn hết rồi, có gì CC báo cho các bạn liền, là vậy đó. Rồi, và tiếp theo đây là cao đầm mà rất 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 là nhiều các chị em thích, nhưng mà cao đầm kia nó màu xanh sọc, còn cái này thì nó là cái màu này, cùng một thương hiệu, cùng một mình vải, khác nhau ở cái màu mà thôi. Rất là sang, rất là đẹp, với một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Áo đầm này 100 mấy chục đô đó các bạn. CC mua 50% off. CC mặc cái thương hiệu này là mặc X small, small mặc không vừa, nó rộng lắm. Nó rộng nó đưa ra như vậy không được. Chị em nào size small đừng bỏ qua cái áo đầm này, đẹp mà sang nữa, mặc vào người các bạn là thấy đẳng cấp liền, thật lòng đó. CC đi, CC ngồi, CC nhìn thấy biết liền là các bạn. Học hỏi nhau, người ta có tiền thì người ta mua lúc chưa on sale, còn mình nên mua on sale các bạn. Không phải là mình không có tiền, nhưng mà mình nghĩ rằng là mình đâu có cần mặc nhiều đâu, đi đâu chơi mình mới mặc, vì chúng ta còn đi làm mà. Cho nên cứ chờ on sale và mua, dại dột gì mà mua không on sale đúng không? Tại vì nó ra chỉ có vài tháng thôi là bắt đầu nó sale rồi các bạn. Cái quan trọng là các bạn có canh để mua được hay không thôi. Mua hàng on sale khó lắm, phải canh dữ lắm. Bởi vậy CC mới có nhiều connection như vậy đó. Đó, rất là dễ thương luôn. Ngày nào mà CC muốn đi tới cái nơi mà CC quen á, mê xì, đa số là mê xì ha. CC gọi cho manager đó quen, manager thân với CC lắm. CC hỏi, bạn hỏi tất cả mọi người, có ai muốn uống Starbucks không? Hay là muốn ăn pizza? Hay là donut? Hãy cho tôi biết, hôm nay tôi tới thăm các bạn đây. Đó, thì bắt đầu là họ sẽ hỏi ai muốn ăn gì gì gì, rồi ghi một cái list cho CC. Trước khi đi tới cái mall đó là CC ghé mua hết tất cả những cái gì mà họ nhắn tin mang tới mời họ ăn. Cho nên CC cần gì CC hỏi họ là họ giúp CC liền. Nhất là những cái gì mà on sale, trời ơi mấy người đó Mỹ nha, không biết tiếng Việt đâu, không biết một chữ tiếng Việt luôn. Trời ơi, mà họ vào xem CC review á, CC hỏi bạn có hiểu tôi nói gì không? Không, không hiểu, sao hiểu được các bạn. Nhưng mà tôi nhìn thấy cái cách bạn review, bạn mặc cái áo đó, bạn đi tới rồi bạn này nọ nọ, thì tôi cũng có thể hình dung và tôi đoán được là bạn đang nói những gì. Đó, không biết tiếng Việt nha, nhưng mà coi YouTube của CC nhiều lắm những cái CC review như vậy nè. Tại vì những cái đồ này là đồ các cổ bán ở trong đó mà các bạn, họ thích lắm. Tuyệt vời ha. Thì đây, đẹp lắm. Chị em nào size small nên mua đó, đừng bỏ qua. Đẹp lắm, vừa đẹp vừa sang. Size X small không mua nha, tại X small không mặc được đâu. Nè,
mình phải xô, mà cái loại như vậy nữa không ăn gian được, mặt nó đưa cái nách ra kỳ lắm, nó phải là như vậy mới đẹp. Size small nha các tình yêu, tuyệt vời và trên cả tuyệt vời. Và tiếp theo đây, trên cả tuyệt vời, bảo đảm là các chị em thích lắm luôn nè. Size small, đây là mình vải xoa màu xanh đen, dây kéo các bạn muốn tới đâu kéo tới đó. Mê nhất là ở cái này nè, đây là cộng thun và đây là cái nút cho các bạn muốn tới đâu rút vô tới đó ở hai cái cọng dây này. Quần ống nhỏ cho nên là nó thụng, không có cắt lai, thích lắm đó. Đây là dạng giống như thụng đó, có cái túi này nè, size small ha. Trời ơi, bộ này là trên cả tuyệt vời, xuất sắc cái bộ này luôn đó các bạn. Các chị em nào thích nhanh nhanh nhé. Rất là đẹp luôn, đẹp lắm luôn đó, mặc vào người mát lắm, thật là mát luôn. Mà CC thích nhất là cộng thun ở chính giữa như vậy nè đó. Bây giờ CC tháo xuống thì nó là như vậy. Kỳ quá đó. Rồi bây giờ cái eo của các bạn nè, rút lên tới đâu rút tới đó, so cute luôn các tình, thật là đẹp luôn. Mát mẻ vô cùng, mặc mấy cái này đeo cái ba lô các bạn đẹp lắm luôn đó, đúng du lịch luôn. Cái này mang dép được, mang sandal được, mang guốc được, mang gì cũng được, đẹp lắm, xuất sắc. Bộ này xin mặc vừa đó. Chị em nào muốn mua thì cứ mua đi ha, mua trước đi, mua trước đi. Không mua thì CC mấy mà. Đẹp ha. Lựa trước đi, lựa hết đi. Rồi, bây giờ tiếp theo, cái này cũng là dạng quần nha các bạn. Rất là đẹp luôn đó các bạn. Size small cho nên CC mặc rộng quá. Cái phần này nè rộng. Ở đây họ may một cái lớp thun ren, nhìn sơ sơ giống như là một cái beo nhưng mà không phải ha, thun ren rất là đẹp. Bộ này mà đi biển là thôi, trên cả tuyệt vời, rộng với CC. Các bạn mặc đúng size nó sẽ lên như vậy nè, nó rất là đẹp. Cái phần này nó ngay ở đây nè mới đẹp, ngay eo luôn mới đẹp. Đây là mình vải xô nhúng, cái quần là như vậy nè. Nó đắt qua sâu lắm, cho nên đi không có thấy gì nha các bạn. Có quay cũng không thấy nữa. Rất là đẹp. Tuyệt vời bộ này. Dài quá, các chị em ở bên Cali có thể đi cắt ngắn lại. Còn nếu các chị em nào cao thì thôi, trên cả tuyệt vời. Rất là đẹp luôn. CC nghĩ chị em nào size medium mà cao đó mặc bộ này chắc đẹp lắm luôn. Tại vì sao? Small nhưng mà rất là rộng. Hoặc là các chị em size xấu đi, size xấu mặc được, cao khỏi phải cắt lai, thiếu chiều cao phải cắt lai. Đẹp à? Đẹp từ cái màu, cái kiểu luôn. Mặc cái đầm này đó mà đi vào những cái nhà hàng mà nó đi ra ngoài biển luôn đó, thì bộ này là tuyệt vời luôn, rất đẹp. Hoặc là đi dạo phố biển các bạn. Tuyệt đẹp. Mình phải xô, mặc thích lắm. Xô nhúng cho nên là các chị em mang theo đi du lấy trong vali ra treo trong tủ, nó cũng sẽ thẳng. Thì thiệt thích bộ này nè, mặc vào người mát, thật là mát luôn. Nhưng mà
dài quá, không có size X nữa. Tuyệt đẹp. Các chị em ở Việt Nam á, mặc những bộ này đi ra biển nè, vừa kín đáo, vừa lịch sự, vừa đẹp. Đi xuống dưới biển đẹp lắm, CC hình dung ra đẹp lắm. Cái màu này mà đi xuống dưới nước biển xanh nữa, thôi nói gì nữa các bạn, tuyệt vời luôn. Thiệt là thích đó. Mặc cái này đeo cái giỏ nha các bạn, đừng xách bó, khỏi ba lô luôn, xách cái giỏ lớn, thật là đẹp. Và đây, đây là cáo đầm CC thích quá luôn, mà không vừa, rộng quá. Trời ơi, cái mình vải kate xô các bạn, mà cái mình vải mê luôn. Thương hiệu này nổi tiếng lắm nha các bạn. Thương hiệu này nè. Thương hiệu này các chị em mua giỏ nhiều lắm nè. Cái mình vải kate, kate thôi, mỏng, thật là mỏng, thật là đẹp luôn, nó nhẹ, thật là nhẹ luôn. Ở bên trong có một lớp thun size small, cho nên CC mặc nè, rộng nè, vai nó tuột tuốt ở dưới đây luôn. Các chị em nào size xấu mà vai ngang, hay là small mà vai ngang á, thì các chị em mặc áo đầm này sang lắm luôn, bảo đảm luôn. Đây, vì đây là cái dạng đầm họ may cái vai như vậy. Các chị em nào vai ngang á, size small, các chị em mặc vào cái áo đầm nó sẽ đứng như vậy, nó sẽ đẹp. Còn CC vai xui đã vậy còn không có đúng size, cho nên mặc nó tụt xuống như vậy, nhìn nó kỳ quá nè, thấy không? Vai tuốt xuống như đây. Còn các chị em vai ngang đứng vai đúng vai đó, mặc như vậy đẹp lắm. Mình vải nhẹ, thật là nhẹ, rất là sang cao đầm. Nhưng với điều kiện các bạn phải mặc cho đúng, đúng size mới được. Vì cái này nó là mình vải kate, không có ăn gian được. Thứ nhất các bạn size small, thứ hai các bạn cần có cái vai ngang á thì đẹp. Còn nếu các bạn size small mà vai các bạn xui cũng không đẹp cái áo này đâu, vì nó không có đưa cái này lên, nó không đẹp. Cái áo này là bắt buộc nó đưa cái này lên, thì cái phần này nó phùng phùng cái tay lên như vậy là nó mới đẹp được. Tại vì cái mình vải nó mỏng quá, cho nên cần phải có cái vai của các bạn thì nó mới đưa cái phần này lên, nó mới đẹp. Nếu mà đúng ra đó thì họ phải độ một cái vai thì ai mặc cũng được, nhưng mà cái áo này họ không có độ vai, cho nên cái áo này là cần cần các bạn có vai ngang mặc là tuyệt vời. Cái tuyệt vời của cái áo đầm này là cái mình vải, cái mình vải đẹp lắm, kate mà mỏng, mà không biết diễn tả luôn, đẹp lắm, đơn giản lịch sự. Các bạn cứ để ý những cái thương hiệu mà nổi tiếng đó các bạn, họ may đơn giản lắm. Các bạn nào muốn mua beo này mua ha, mười mấy đô. Đây, thun ngay eo, thun á, người ta để cho mình cộng dây thun đó, nó rộng như vậy nè, size xấu các bạn cũng mặc được đó, kiểu là như vậy thôi. Các bạn mặc đúng cái vai lên cực kỳ sang luôn. Thứ nhất là đúng size small hoặc là size xấu thì các bạn mặc vào cái áo đầm nó sẽ như vậy nè, không cần thắt cái beo luôn. Thật là đẹp luôn đó các tình yêu. Cái màu cũng đẹp nữa, màu cam và màu trắng kem, kiểu cũng đẹp nữa, tầng tầng rất là đẹp. Cái áo đầm này CC thích lắm, mà CC không mặc được, không ăn gian được luôn các bạn. Tại vì cái vai mình mặc nó sẽ không đẹp. Cái áo đầm, cái áo đầm này chỉ dành cho các chị em nào vai ngang hoặc là các bạn to con đó, xuất sắc cái áo đầm này luôn. Mặc cái đầm này xách giỏ các bạn,
tại vì CC thấy cái mình vải kate đó thì xách những cái giỏ bố bố giỏ da sẽ sang hơn là các bạn xách bóp đồng đó, các bạn cứ nhìn đi, như vậy là lịch sự là đẹp rồi. Tuyệt vời đúng không ạ? Trên gã tuyệt vời. Đẹp ha. Giỏ này hiệu ghét. Thật đẹp đó các tình yêu. Rồi, CC quá khác nhé. Cao đầm này đẹp lắm. Mà CC mặc, CC sợ nó dính son nữa. Tại vì cái cổ như vậy mình chui ra chui vào CC sợ lắm. Trời ơi, CC nói với các bạn cao đầm này mặc đẹp lắm luôn đó. Nó hở sâu xuống dưới đây, nhưng mà nó lại không hở, nó ôm lấy cái ngực. Thôi, để CC mặc luôn đi. Đầm này đi biển. Đầm này ở bên trong các chị em mặc một bộ bikini. Rất là đẹp và sang cực kỳ luôn. Tới đây luôn đó. Thì ở bên trong mặc bộ đồ bikini rồi, để đi ra biển mà. Ra đứng ở dưới gió, các chị em chụp hình. Trời ơi, CC nói mê luôn, chết người luôn. Size small. CC nghĩ CC mặc ăn gian cũng được. Hơi đùng chút. Với cái mình vải mê luôn. Trên cả tuyệt vời luôn. Cái phần này là hở đó, hở ra luôn á, nhưng mà nó ôm lấy cái bầu ngực của các bạn rồi xuống đây. Phần này thun, nguyên một cái phần eo là thun, ở đằng sau là như vậy. Các chị em size small mặc sẽ đẹp hơn CC. Đây không phải là áo đầm nha các bạn, đây là áo mặc đi biển. Rồi bikini ở trong, rồi các chị em đi dạo phố biển thì ok. Cái mình vải này mê luôn, kiểu rất là đẹp lắm các bạn. Và đeo những cái giỏ như vậy, giỏ này xài từ hồi năm ngoái tới năm nay để dành nè. Phải để cho nó hở tự nhiên nó mới đẹp đó. Khi các bạn cử động đó, thì nó sẽ hở ra. Cái phần này nó sẽ hở ra nó mới đẹp. Thì nó sẽ thấy cái áo tắm biển ở bên trong sexy lắm, đẹp lắm. Thường á, cái gì các bạn mặc mà để cho nó cứ nó xốc xếch tự nhiên, nó bị như vậy, nó bị như vậy, nó bị như vậy, nó tự nhiên thì nó sẽ rất đẹp. Còn chúng ta cố tình kéo xuống hoặc là này nọ ra thì nó không đẹp. Người ta nhìn người ta biết liền. Người ta nhìn cái kiểu nó tự nhiên nó rớt, và người ta nhìn cái kiểu mình cố tình làm cho nó rớt, nhìn biết liền các bạn. Không biết các bạn biết không chứ CC nhìn biết liền. Thật là mê cái đầm này. Đầm đi biển. Phải nói là chữ đầm đi biển ha. Xuất sắc. Đúng ra là mặc cái này phải ra hồ bơi đó, nhưng mà nắng quá các bạn chịu không nổi. Cho nên là CC ở trong nhà làm video. Tuyệt vời, rẻ tiền lắm, không có đắt đâu. Xuất sắc luôn, mê luôn. Xì qua khác nha. Và tiếp theo, đây là cao đầm mà CC biết chị em nào cũng mê hết. Mà chị em có rất nhiều. Nhưng cái màu xanh đen là các chị em có chưa? Mê ly luôn. Kiểu của My vậy không hề thay đổi, nhưng mà năm nay là màu xanh đen các bạn. Xanh đen, suy nghĩ xanh đen. Thật là đẹp. Cái màu này, màu trắng và cái màu bố bố đó, màu da đó. Các chị em mua nhiều rồi đúng không? Cái này là màu xanh đen. Mê ly luôn. Thiếu chiều cao thì đây là cao đầm các chị em cần chọn. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, và nó có những cái ren nó nối, có thể thành sáu sáu tầng. Cái mình vải kate
thật là mỏng, thật là đẹp, cực kỳ là, rồi không biết nói luôn, tuyệt vời, trên cả tuyệt vời cao đầm này. Chỉ là thời trang ở Mỹ thôi, nhưng mà cao đầm này là hot, cực kỳ là hot luôn. Tại vì sao? Các bạn mặc vào đẹp lắm. Nè, các bạn nhìn đi là các bạn biết rồi. Cái phần này là thun nha. Các bạn mặc đúng size, nó sẽ phùng phùng lên chút như vậy nè, nó sẽ đẹp. CC mặc không có đúng size cho nên là các bạn nhìn thấy nó như vậy ha. Trên cả tuyệt vời. Xuất sắc luôn đó các tình. Mặc những dạng đầm như vậy, đội những cái nón như vậy các bạn. Xách cái bóp này cũng rất đẹp. Đeo cái túi này cũng đẹp, mỗi cái đều có cái đẹp. Cái này đi dạo phố, cái này đi vào nhà hàng ăn, vì nó là mình vải KT. Các bạn có thể xách được với cái giỏ này luôn. Đây là cái đầm mà các bạn mặc ra phi trường được luôn đó. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cái bóp này đẹp lắm nè, nhiều bạn hỏi lắm. CC mới mua được nè. Mềm lắm, thích lắm luôn. Nó có một cái à, cho nên CC làm biếng review quá. Cái nào mà nó có nhiều á, CC review. Còn cái nào mà CC thấy mua được có một cái, hai cái gì thôi à, thì CC mặc đồ đó, CC cầm lên cho các bạn xem. Cái này thì các bạn mua nhiều lắm rồi, bán nhiều lắm rồi, cho nên là cũng không muốn review nhiều quá. Nè, trời ơi, CC để đâu mà nó dơ quá vậy nè. Dính kim tuyến chắc của cái cây bông của CC. Phủi nó ra hết à. Gang tay hơn khúc. Chiều này lên thì chưa tới gang tay, chữ nhật đó. Đây là bóp đầm, cho nên các chị em đựng được nhiều đồ mà đồ nhỏ nhỏ thôi ha. Thì đây, bằng da ha. Và với cái giỏ này, đi ra phi trường, đây là cái giỏ các bạn cần. Để trên cái suit kết, kéo đi. Trên cả tuyệt vời, đúng không ạ? Vừa sang, vừa lịch sự, vừa đẹp. Ra phi trường là như vậy, ok nè các bạn. Cái này để phone hoặc là những cái gì đó các bạn cần. Khi ra phi trường, ở trong sân bay, các bạn muốn để đồ, để nhiều cũng được, nhưng mà để những cái gì mà nhẹ, thật là nhẹ nha các bạn. Các bạn biết mang này theo để làm gì không? CC mang đi nó trống không, nó không có gì trống hết đó. Nhưng mà ra tới phi trường, nhiều khi cái cân ở nhà mình, cân nó sai với lại cái cân ở phi trường. Thí dụ lỡ mà lấy đồ từ ở trong vali ra, cho dù đó là cái vali nhỏ, mình mang theo ở trên người, cũng chỉ được có 15 pound thôi. Lỡ 16 pound cũng không được, thì các bạn mở ra lấy đồ ra, bỏ ở trong cái này và để trên cái suitcase kéo đi. Thành ra những cái giỏ lớn, các bạn đi du lịch chuyên nghiệp thì các bạn sẽ biết cái điều này. Còn lâu lâu mới đi một lần là các bạn hay trở ngại. Thường những cái giỏ mà họ để trên cái suitcase họ kéo đi đó, họ không có đựng gì trống hết đó. Ít khi nào họ đựng lắm. Hoặc là họ chỉ đựng những cái linh tinh thôi, họ không có đựng nhiều. Là như vậy nè. Vậy được rồi. Cái này chỉ có cái nút bấm thôi ha, không có dây kéo nha các bạn. Thành ra không có dây kéo đó là các bạn phải mang theo ở trên máy bay và các bạn để ở dưới chân các bạn. Cái này là đúng cái size để ở dưới chân đó. Rất đẹp ha. Cái này thì đựng được dép, giày, áo, nón, nhiều thứ. Rất đẹp ha. Cái này đi làm được, cái này bỏ được cái MacBook đó. Và đây là cái bóp, cũng là vải bố. Vải bố là luôn luôn phải đi với KT hoặc là vải xô ha. Đơn giản thôi. Chỉ là như vậy thôi. Đi du lịch chơi mà, đâu cần gì nhiều các bạn.
đựng phone, cục sạc pin, dây sạc, cây son, tiền, thẻ, cái bóp nhỏ nhỏ. Như đây đủ rồi. Cái áo đầm này nếu các bạn nào thiếu chiều cao mà mang được guốc cao như vậy giống CC thì không cần phải cắt line. Size 4, size 6 là size small. Các chị em mặc được cái đầm này. Bụng các chị em to một chút thì mặc sẽ đẹp hơn. Vì cái thun này, cái phần này nó cần cái bụng to to một chút để nó phùng phùng lên nó mới đẹp. Còn nếu như các bạn size small mà bụng các bạn xẹp lép, mặt nó cũng không đẹp đâu. Bạn nào có cái bụng to to một tí thì mặt sẽ đẹp lắm. Thì cái phần này nó nằm ngay chỗ cái bụng rồi đó, phùng phùng lên nó sẽ rất đẹp. Mặc cái đầm này mua cái nón Tommy đội để chung với cái bóp. Chờ CC chút. Đây các bạn, nón hiệu Tommy cũng màu xanh đen luôn ha. Chung với lại cái bóp này cũng là màu xanh đen. Cái áo đầm này cũng là màu xanh đen. Nón này không có sale nhưng mà cũng không đắt lắm. Trên cả tuyệt vời bộ này. Size small ha. Mấy cái này CC mua lâu lắm rồi mới còn các bạn. Bây giờ mà các bạn kêu CC đi tìm mua không có đâu. Cho nên các bạn nào đúng size small thì mua cái áo đầm này. Muốn mua cái nón hoặc cái bóp cho CC biết. Cái bóp thì có on sale mà cái nón thì không ha. Giá tiền đây nè, không nhìn thấy nhiêu nữa. Cũng rẻ mấy chục rồi. Cái này mua lâu rồi. Lúc đó mua mấy cái bán hết, giờ còn cái cuối cùng nè. Chị em nào muốn mua thì mua. Tuyệt vời bộ này. Rồi, bây giờ trước khi qua size medium thì CC sẽ cầm